thì với những cái công trình nhà đầu không đủ điều kiện đó, bắt buộc chế tài là phải tạm ngưng hoạt động. Không dễ gì chúng ta, một chính quyền mà yêu cầu hàng trăm con người trong một cái tòa, có thể là chúng ta gọi là chung cư mini không đủ điều kiện mà ra khỏi nhà, hoặc là cái tài sản của họ đã bỏ ra hàng tỷ đồng để họ mua cái đấy mà bắt họ không cho họ ở trong cái nhà đấy, thì nó cũng rất là khó để làm được cái việc mà ra cái luật này. Mặc dù có như vậy rồi nhưng cái hiệu quả trên thực tế thì cũng rất là thấp, bởi vì chúng ta không giải quyết được vấn đề mà đang ngay cả những chung cư bình thường bây giờ đang gặp khó khăn. Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình Talk Show của chúng tôi. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về một chủ đề đang rất nóng trên các diễn đàn bất động sản thời gian vừa qua, đó là những thay đổi trong luật nhà ở năm 2024, đặc biệt là các quy định mới về việc phát triển nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ của các cá nhân để bán, cho thuê mua và cho thuê. Như quý vị đã biết thì thời gian vừa qua đã có một số vụ cháy chung cư mini diễn ra khiến hàng chục người tử vong. Các điều kiện sống tối thiểu của nhiều căn chung cư mini cũng không đạt được. Bên cạnh đó, vấn đề pháp lý của chung cư mini cũng là một vấn đề nhức nhối. Nhiều người đã bỏ hàng tỷ đồng để mua chung cư mini nhưng hàng chục năm trời vẫn không được cấp sổ đỏ. Để giúp chúng ta hiểu rõ hơn về vấn đề này cũng như là có được những góc nhìn đa chiều hơn thì ngày hôm nay chúng tôi mời đến trường quay của chúng ta hai vị khách mời rất đặc biệt, đó là luật sư Đàm Bảo Hoàng và chuyên gia kinh tế Hồ Bá Tình. Xin chào hai anh ạ, và mong rằng buổi trò chuyện của chúng ta ngày hôm nay thì sẽ giúp được quý khán giả có thể hiểu sâu hơn về vấn đề này. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào nội dung chính của chương trình. Vâng, câu hỏi đầu tiên xin được dành đến cho luật sư Đàm Bảo Hoàng. Anh có thể giải thích sơ lược về những điểm mới trong luật nhà ở năm 2023 liên quan đến việc phát triển nhà ở nhiều tầng và nhiều căn hộ được không ạ? Vâng, chúng ta biết rằng luật nhà ở 2023 sẽ chính thức có hiệu lực vào ngày 1/1/2025. Thì tôi xin điểm qua một số những cái điểm mới so với cái luật nhà ở hiện nay chúng ta đang áp dụng. Một trong những điểm đầu tiên đó là về chủ đầu tư thực hiện nhà ở xã hội. Hiện nay chúng ta là nhà nước đã rất khuyến khích về vấn đề này, chủ đầu tư để thực hiện nhà ở xã hội sẽ được miễn giảm thuế tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, được giảm cái thuế miễn thuế VAT, rồi được dành lại 20% cái quỹ đất diện tích để làm nhà ở thương mại và được hưởng luôn chọn cái khoản tiền để từ cái việc kinh doanh đất thương mại đó, và đặc biệt được Ủy ban nhân tỉnh sẽ hỗ trợ một phần hay toàn bộ cái chi phí để xây dựng cái cơ sở hạ tầng cho nhà ở xã hội, rồi thêm được về các ngân hàng nhà nước hỗ trợ vay với những cái mức ưu đãi nhất. Đây là một những cái điểm về của cái chủ đầu tư. Rồi người đối tượng mua nhà ở xã hội được bổ sung thêm là các sinh viên, học sinh, các trường đại học cao đẳng, những cái trường chuyên biệt cũng được xem xét để mua nhà. Và thêm một cái đối tượng mua nữa đó là các cái chủ doanh nghiệp và cá nhân nằm trong các cái khu công nghiệp cũng được xem xét để mua nhà ở xã hội. Đó là điểm bổ sung thêm so với cái luật nhà cũ. Rồi điểm thứ hai nữa là mọi người rất quan tâm, đó là cái thời hiệu sở hữu nhà chung cư đã không còn nữa, mà quay lại là thời hạn sử dụng nhà chung cư. Cứ là nếu chung cư đó hết hạn sử dụng thì cái nhà phải buộc phải thao dỡ bởi vì nó xuống cấp. Tuy nhiên cái giá trị đất thì cái người mua nhà chung cư vẫn được bảo vệ. Đó là những cái điểm về cái nhà của cái sở hữu nhà chung cư. Một điểm nữa mà tôi muốn đang nói ngày hôm nay đó là nhà nước xem xét cấp sổ hồng cho nhà nhiều tầng và cao tầng mà chúng ta hay gọi là chung cư mini. Đây là trong những cái điểm mới mà trước đây thực tế hiện trạng là đã có từ rất lâu rồi nhưng chúng ta luôn luôn không được nhà nước công nhận xem xét để được cấp chủ quyền, bởi đây là nó không phù hợp. Và nay theo luật này thì chúng ta đã được xem xét để cấp sổ hồng cho nhà, cho chung cư mini. Vâng, thưa luật sư, vậy thì so với những quy định cũ thì ở luật nhà ở năm 2023 thì chúng ta có những điểm mới nào trong liên quan đến việc cấp sổ hồng cho chung cư mini ạ? Thực tế là điểm mới cái chung cư mini đó là một, trước đây chúng ta là nhà nước không cấp, không xét cấp và không công nhận cái loại hình chung cư mini. Đa số là các người dân chỉ là tự phát thôi, không được nhà nước cấp và khả năng là phải buộc tháo dỡ nếu nhà nước phát hiện ra. Nhưng nay được nhà nước công nhận thì để được cấp cái chung cư mini, sổ hồng chung cư mini thì điều kiện của nó tối thiểu là phải từ 2 tầng trở lên và có thể từ 20 cái căn hộ để cho thuê. Còn nếu mà để cho thuê, để thuê mua hoặc để bán thì cũng phải từ 2 tầng trở lên, cái chung cư giữa 2 tầng trở lên, và từng tầng phải có các căn hộ đủ các cái tiêu chuẩn của một cái căn hộ chung cư. Và đặc biệt nó kèm theo rất là nhiều về cái điều kiện để cấp
cái chỗ hổng, đó là hệ thống phòng cháy chữa cháy của từng căn hộ bảo đảm cái lối thoát hiểm hay không, rồi cái hệ thống thoát hiểm, rồi cái đường dẫn vào cái chung cư đó có đủ tiêu chuẩn để các cơ sở, các cái phương tiện phòng cháy chữa cháy đi vào cấp cứu hay không. Và nó là mô hình theo phải vận hành theo cái quy chế của chung cư hiện nay. Nói chung là nhà nước đã quy định rất là chặt chẽ nhưng không đơn giản để chúng ta và được cấp. Và đặc biệt cái người chủ nhà đó được xem gọi là chủ đầu tư, phải được xây dựng đúng theo những cái quy định, quy trình của Bộ Xây dựng hướng dẫn sau này. Sau khi luật đất đai có hiệu lực, luật nhà ở có hiệu lực thì sẽ còn có các văn bản hướng dẫn để từ các chủ tư họ phải thực hiện đúng theo các tiêu chí tiêu chuẩn đó thì mới được xét cấp. Thì đây là điểm mới hoàn toàn mà trước đây chúng ta không có. Vâng, cảm ơn anh. Vậy thì đối với anh Tình, với một người mà thường xuyên quan sát thị trường bất động sản thì anh đánh giá như thế nào về thực trạng phát triển chung cư mini ở thời điểm hiện tại ạ? Thật ra thì trước đây thì dù chưa có quy định này nhưng chúng ta thấy trên thị trường ấy, thì cũng có xuất hiện rất là nhiều cái trường hợp mà các hộ gia đình hoặc là một cá nhân thì người ta cũng xây nhà lên rồi sau đấy người ta cho thuê hoặc là thậm chí là người ta bán cho những cái người vào ở, và người ta gọi đấy là chung cư mini. Sở dĩ mà có tình trạng này bởi vì nó xuất phát từ một cái nhu cầu rất là thực tế của thị trường. Chúng ta biết là từ trước đến nay thì chỉ có những doanh nghiệp mà mới có thể là làm các dự án ở chung cư được thôi. Và thông thường thì cái giá chung cư nó rất là cao so với lại thu nhập của rất là nhiều người. Nên là cái hình thức mà chung cư mini ra đời ấy, thì nó lấp vào cái khoảng trống của thị trường này. Mặc dù là chúng ta biết rằng là cái điều kiện ở chung cư mini nhiều khi nó rất là rủi ro, bởi vì những quy chuẩn về mặt xây dựng, phòng cháy, chữa cháy, rồi điều kiện an toàn trong cuộc sống nó cũng không có đảm bảo. Tuy nhiên là những người mà người ta muốn sửa một căn nhà rồi người ta không có đủ tiền để mua một cái chung cư lớn theo của một doanh nghiệp nào đấy đáp ứng thì người ta phải mua một cái chung cư mini để người ta vẫn sửa nhà và người ta vẫn có thể đáp ứng được một cái điều kiện sống nhất định của mình hơn là đi thuê trong những căn phòng chẳng hạn. Thì đó là một cái lỗ hổng của thị trường. Tuy nhiên thì chúng ta thấy là trong thời gian qua thì chúng ta thấy là rất là nhiều bất cập xung quanh cái vấn đề chung cư mini. Thứ nhất là về mặt khung pháp lý thì rõ ràng là trước đây một số nơi thì người ta cũng có hướng dẫn cho việc mà mua bán cấp sổ đỏ chung cư mini. Tuy nhiên là trên thực tế là chúng ta thấy là cái việc mà cấp sổ hồng cho chung cư mini là gần như là chưa xảy ra ở phổ biến ở Việt Nam. Và nhiều người mua căn hộ chung cư mini đấy thì người ta cũng không, mặc dù là người ta đóng tiền rồi nhưng người ta cũng không được cấp sổ. Cái thứ hai nữa là liên quan đến vấn đề an toàn. Chúng ta thấy là vấn đề chữa cháy mà vừa rồi thì có hai vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội và dẫn đến là rất là nhiều người bị thương vong. Thì cái điều kia đấy nó phát sinh từ cái thực tế đấy, và tôi cho rằng là cái việc mà cái luật nhà ở 2023 mà ra quy định này là một cái bước đi kịp thời, bởi vì nó lấp vào một cái khoảng trống của thị trường và nó tạo ra một cái pháp lý cho một cái thực trạng từ trước đến nay nó tồn tại để nó tiến tới cái việc mà an toàn hơn, rồi cái việc mà tạo điều kiện cho mọi người đều có thể sở hữu một cái nhà ở một mức độ vừa phải nào đấy. Vâng, vậy thì theo anh với những điểm mới trong luật nhà ở năm 2023 mà luật sư vừa nêu thì nó sẽ có tác động như thế nào đến thị trường bất động sản nói chung và thị trường chung cư mini nói riêng? Thật ra thì về mặt lý thuyết thì chúng ta sẽ thấy ngay rằng là cái việc mà mở ra một cái lối mới cho một cái hình thức chung cư mới thì chắc chắn là nó sẽ tạo ra một cái sự cạnh tranh với thị trường hiện nay. Chẳng hạn như chúng ta thấy là ở Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh là giá chung cư hiện nay ở trong cái thành phố, trong trung tâm ấy, thì nó ở mức rất là cao, ở mức khoảng từ 30 cho đến thậm chí là vài trăm triệu trên mét vuông, mà chỉ có những cái khu vực đất đủ lớn hoặc là chỉ có những doanh nghiệp mà người ta đã có kinh nghiệm làm thì người ta mới có thể là làm được những cái chung cư ở trên một cái khoảng đất rất là rộng, thì từ đấy nó hạn chế cái nguồn cung của thị trường. Và cái thứ hai là giá thành của những cái căn hộ mà khi mà làm ra theo một cái tiêu chuẩn thông thường quy định của nhà nước nó cũng rất là cao, bởi vì nó thủ tục pháp lý nó kéo dài, rồi quy chuẩn này kia nó lớn hơn, thì cái việc mà tạo ra một cái cơ sở hành lang pháp lý cho những chung cư mini thì rất là nhiều người dân người ta có thể tận dụng những cái mảnh đất mà nó nhỏ hơn, chẳng hạn như có thể là 300 m² hoặc là thậm chí nhỏ hơn nữa, người ta có thể làm ra một cái chung cư và người ta đáp ứng được một cái nhu cầu xã hội đang rất là hiện hữu và đang rất là bức thiết hiện nay là nhà ở cho người dân. Thì như vậy thì nó tạo ra một cái phân khúc mới rằng là nhà nhỏ hơn, có thể là nhỏ hơn theo quy định của Bộ Xây dựng hiện nay là khoảng 45 mét,
rồi người ta có thể sở hữu được một cái chung cư thay vì ngày trước người ta phải sở hữu chung hoặc là người ta mua bán vi bằng, mua bán những giấy tờ tay mà không được sở hữu, thì nó rõ ràng nó tạo ra một sự cạnh tranh cho thị trường. Mà tôi cho rằng đây có thể là nó, nếu mà cái thủ tục hướng dẫn nó mà hợp lý, nó mà tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, và thì nó sẽ tạo ra được một cái nguồn cung mới cho thị trường và cho thị trường một cái sự phát triển sôi động hơn. Và điều này nó cũng gây sức ép lên cho các chủ đầu tư khác phải cải thiện cái giá thành xây dựng, nó phải giảm giá để cái giá nhà đất chung nó phải về với mức giá thị trường phù hợp với thu nhập với lại nhu cầu của nhiều người dân hơn. Vâng, vậy theo luật sư thì anh nghĩ sẽ có những cái khó khăn vướng mắc gì khi mà cái luật nhà ở năm 2023 liên quan đến chung cư mini đi vào thực thi ạ? Dạ vâng. Thứ nhất là trước khi nói về khó khăn, tôi nói là thực sự đánh giá cao về cái luật nhà ở là công nhận chung cư mini để cấp sổ. Tuy nhiên một cái điểm đây là cũng điểm nó thuận lợi và khó khăn. Khó khăn hiện nay là gì? Làm sao chúng ta xử lý đối với các chung cư mini mà chúng ta gọi nó đã được xây dựng, đã tồn tại rồi. Theo tôi thì bắt buộc chúng ta phải xử lý thôi. Bởi vì với các cái chung cư mini đã tồn tại theo luật nhà ở hiện nay thì chắc chắn nó không đủ điều kiện để cấp sổ, bởi vì nó không đảm bảo hệ thống phòng ốc, thoát hiểm, phòng cháy, chữa cháy, lối đi. Nó quá giống như bằng đặc trưng là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, nó nằm trong những hẻm nhỏ. Theo tôi những trường hợp này thì bắt buộc khi có được luật nhà ở ra rồi thì buộc phải tháo dỡ các công trình nó không đạt được tiêu chuẩn. Bởi vì tính mạng con người là trên hết, chúng ta không thể là để cho các công trình nó tồn tại, lỡ rồi để tồn tại không thể được, bởi vì nó rất xảy ra hệ lụy là tính mạng con người. Ở đây chúng ta thì phải kiên quyết căn cứ vào luật, với những cái chung cư mini đã tồn tại nếu được muốn cấp sổ buộc phải tháo dỡ, không tháo dỡ thì phải làm lại đúng quy chuẩn thì mới được cấp phép. Nhưng đặc biệt nếu ngay từ ban đầu nó nằm trong những hẻm nhỏ không có phương tiện xe cấp cứu vào, xe phòng chữa cháy vào, thì chắc chắn là với công trình này theo tôi là buộc phải tháo dỡ để cho không cấp sổ. Đó, còn đối với các cái chung cư mà sắp xây mới thì rất dễ dàng rồi, bởi vì họ phải làm đúng quy chuẩn, đúng giấy phép, xin giấy phép xây dựng thì mới được xét cấp. Thì đó là điều đó rất là thuận lợi. Theo tôi thì nó vừa giúp cho là tính mạng của người dân, với các cái nhu cầu ở đô thị của chúng ta dân số càng ngày càng tăng cao thì có được chỗ ở và đặc biệt phải an toàn và từ đó nó cũng giúp cho là minh bạch các cái giao dịch, các cái chung cư mini có thể giao dịch, có thể mua bán, có thể cầm cố thế chấp. Bởi vì nếu được cấp sổ thì giúp cho chúng ta không cần phải giao dịch chui, không cần phải mua bán sang tay, mà là tạo ra một cái hệ lụy tranh chấp rất nhiều. Vậy là minh bạch rõ ràng và nhà nước sẽ quản lý được luôn là có số lượng bao nhiêu cái chung cư mini được xây dựng lên, được cấp phép và mua bán hay vân vân, nhà nước quản lý được bởi vì nó được cấp sổ. Còn những cái cơ sở chung cư mini mà không đủ tiêu chuẩn thì buộc phải tháo dỡ. Tuy nhiên nó cũng tạo ra hệ lụy là vấn đề là bây giờ phải thanh tra kiểm tra như thế nào, rồi cơ quan nào là đi kiểm tra cái sự vận hành chung cư đó nó có đúng tiêu chuẩn hay không. Và nếu ban hành cái văn bản mà nó quá khó, quá chặt thì cũng dẫn đến là luật thì ra vậy nhưng mà dẫn đến chung cư mini không thể vận hành được. Mà nếu mà nó quá khó khăn như vậy, nên có thể là tạo điều kiện cho các vấn đề tiêu cực xảy ra thì sao? Vì theo tôi thì có rất nhiều vấn đề cũng cần phải xử lý. Bởi vì luật là một chuyện nhưng mà các văn bản, thông tư hướng dẫn nó lại quan trọng hơn nữa. Bởi vì những văn bản này mà không giải quyết một cách nó phù hợp thì dẫn đến cái luật nhở ra nhưng cuối cùng cũng không có giá trị thi hành. Bởi vì nó không đúng phù hợp với thực tế. Luật là một đằng nhưng giữa các văn bản luật mà lại không có đúng tinh thần của nhà nước chúng ta ra thì theo tôi vô hình dung thì nó cũng tạo là vô hiệu hóa luôn cả cái luật nhà ở này. Như vậy các văn bản, thông tư, nghị định hướng dẫn làm như thế nào một cách hợp lý, vừa khoa học vừa thực tế nhưng mà cũng bảo vệ tính mạng người dân nhưng mà cũng là giúp cho kinh tế các doanh nghiệp họ có thể thoải mái kinh doanh, thì điều đó mới cần phải suy nghĩ. Theo tôi thì đó là một cái thực tế nó không hề đơn giản, rất hay nhưng cũng rất khó khăn. Vâng, cảm ơn luật sư. Em thấy anh Tình có vẻ cũng có nhiều điều muốn nói liên quan đến các khó khăn vướng mắc khi mà thực thi cái luật liên quan đến cấp sổ hồng cho chung cư mini ạ, thưa anh. Đúng là tôi cũng đồng ý hoàn toàn với anh Hoàng và nói khó khăn. Tôi tham chiếu một cái thực tế hiện nay chúng ta chẳng hạn liên quan vấn đề chung cư thôi. Là chung cư mà chúng ta có đầy đủ các thủ tục gọi là vận hành ở Việt Nam cũng được vài chục năm rồi mà chúng ta thấy có rất là nhiều cái khó khăn mà chúng tranh chấp cũng chưa thể gỡ được ra. Chẳng hạn như là chúng ta liên quan vấn đề là sở hữu chung, sở hữu riêng, liên quan vấn đề phí bảo trì chung cư, liên quan đến ban quản trị. Thì như vậy thì chúng ta sẽ hình dung ra là một cái chung cư mini chỉ có vài chục hộ gia đình, vài chục căn hộ thì cái chuyện đấy nó cũng càng khó khăn hơn nữa. Bởi vì làm sao để chúng ta đảm bảo được những cái tiêu chuẩn mà giống như chung cư thông thường bây giờ.
để cho người mà chẳng hạn như là khi mà có tranh chấp xảy ra chung thì nó sẽ xử lý như thế nào, hay là các phí bảo trì chung của đường dây đấy, chẳng hạn như là một cái hệ thống chung nào đấy nó hư hỏng thì giữa các hộ sẽ xử lý như thế nào để sửa chữa cái đấy, đó là một vấn đề. Rồi cái thứ hai nữa là chúng ta thấy rằng là trong những cái khó khăn của các dự án mà chung cư hiện nay đang gặp phải là khi mà chúng ta tính tiền sử dụng đất cho để chúng ta đóng vào nhà nước, khi mà chúng ta xây khi mà chúng ta tăng cái hệ số sử dụng đất lên, hay là chúng ta tính ra quy chuẩn của cái mật độ dân số rồi quy chuẩn của hạ tầng cơ sở hạ tầng xã hội cho cái vùng đấy, thì khi mà chúng ta tạo ra một cái chung cư mini thì đồng thời thì các cơ quan chức năng họ cũng phải đều phải xem xét đến cái chuyện đấy, thì họ xử lý như thế nào cho trong cái việc đấy, thì đó là một trong những cái mà nó sẽ rất khó khăn cho cái cơ quan chức năng khi mà chúng ta phê duyệt cho một cái dự án nào đấy mà là hộ gia đình hoặc là cá nhân tham gia xây dựng một cái chung cư mini. Thì cái việc đấy mặc dù là hành lang pháp lý đúng như anh Hoàng nói nó mở ra như vậy, tuy nhiên là đối với cơ quan nhà nước hay là đối với mỗi cá nhân thì nó cũng là một vấn đề thử thách rất là lớn. Nó đòi hỏi bây giờ Bộ Xây dựng hay là tất cả các cơ quan mà người ta phải nghiên cứu ra cách thức hợp lý hơn để người ta có những cái quy định về mặt chặt chẽ làm sao đấy để tạo được một môi trường kinh doanh thuận lợi, giống như tôi đề cập lúc đầu đấy là tăng nguồn cung cho xã hội, tạo ra một cái sản phẩm mà có lấp được cái khoảng trống trên thị trường hiện nay. Tuy nhiên là đó là một thách thức lớn đối với nhà nước. Vâng, có vẻ là còn rất nhiều vướng mắc liên quan đến các chung cư mini mà đã hiện hữu. Vậy thì luật sư có thể chia sẻ thêm về những khó khăn khi mà xử lý các chung cư này được không ạ? Vâng, giống như tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của anh Tình là hiện nay chúng ta giải quyết thực tế này, chúng ta phải đi sâu vào thực tế. Hiện nay các công trình nhà ở mà gọi chung cư mini ấy, đấy nó đã tồn tại rồi và rất nhiều người ở trong đó rồi. Mặc dù là theo luật mới thì chưa đủ để cấp chủ quyền, nhưng chúng ta nói là tháo dỡ bởi vì nó không có hệ thống phòng cháy chữa cháy, nhưng mà chúng ta có thể tháo dỡ được không? Mà tháo dỡ là căn cứ vào quy định nào để tháo dỡ? Là xây dựng không phép mà nó xây dựng quá lâu rồi, nói thì tháo dỡ nhưng không hề dễ dàng để tháo dỡ. Nhưng mà nếu không tháo dỡ cứ để tồn tại như vậy thì một bên là các chung cư mới xây dựng đúng theo quy chuẩn, một bên là các chung cư cũ không đúng quy chuẩn, nhưng mà họ vẫn xây, đôi khi họ bảo là tồn tại rồi không cần cấp phép, không cần cấp sổ hồng, nhưng mà họ vậy để kinh doanh thôi, thì chúng ta có thể tồn tại như vậy hay không? Thôi, cái này chúng ta cần phải đau đầu suy nghĩ, bởi vì nếu tiếp tục duy trì tồn tại các cái chung cư mà không đủ điều kiện như vậy lại có thể xảy ra rất nhiều vụ hỏa hoạn như chúng ta thấy thời gian vừa qua, mà tính mạng con người là trên hết là quý giá vô cùng, chúng ta không thể nào cứ để tồn tại như thế được. Theo tôi quan điểm, đã có luật ra rồi thì với những cái công trình nhà ở không đủ điều kiện đó bắt buộc chế tài là phải tạm ngưng hoạt động, có nghĩa là chưa tháo dỡ được nhưng ít nhất là không cho họ kinh doanh, không cho những người ở trong đó. Còn cái việc xử lý giữa chủ tư và những người đó thì phải giải quyết theo pháp luật, bởi vì nếu muốn làm thì họ phải hoàn chỉnh lại, họ phải tháo dỡ hết và xây dựng lại, chứ còn chúng ta không thể nào phải vì quá khó khăn thực tại như vậy cứ để như vậy. Theo tôi đối, bởi vì cách chung cư mini nó liên quan đến các bạn con người chứ không đơn thuần là một cái mật độ xây dựng nữa, nó rất là nguy hiểm. Quan điểm góc độ tôi là buộc phải, không ai không làm đúng quy chuẩn thì buộc ngưng, không cho kinh doanh nữa. Còn khi nào ăn hoàn thiện đầy đủ đúng quy chuẩn, xin giấy phép dựng thì mới cho tiếp tục kinh doanh. Và chúng ta phải tăng cường cái sự thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với công trình này. Và cái việc kiểm tra theo tôi nó cũng nên nó có sự liên ngành của các cơ quan, tránh chỉ một hai cơ quan đi kiểm tra mà sự tùy tiện và làm gây khó dễ, hoặc là có vấn đề xảy ra nó tiêu cực đối với các chủ đầu tư, thì theo tôi đóng góp thêm là cần phải như thế. Bên cạnh ý kiến của anh Hoàng thì tôi thấy thì hiện tại ở Việt Nam hay ở kinh nghiệm của các quốc gia thì thông thường thì để xử lý những vấn đề mà nó mang tính chất rắc rối như anh Hoàng nêu ra thì tôi có một ý kiến thôi, thế tức là ở các quốc gia thường người ta xây dựng một cái cơ chế gọi là cơ chế đồng thuận của người dân. Thì chẳng hạn như chúng ta thấy là bây giờ mà chúng ta nếu mà chúng ta để bình thường như này thì chúng ta nói là vấn đề tháo dỡ, đấy là một vấn đề xã hội rất là phức tạp. Không dễ gì chúng ta một chính quyền mà yêu cầu hàng trăm con người trong một người dân để trong một cái tòa có thể là chúng ta gọi là chung cư mini không đủ điều kiện mà ra khỏi nhà, hoặc là cái tài sản của họ đã bỏ ra hàng tỷ đồng để họ mua cái đấy mà bắt họ không cho họ ở trong cái nhà đấy thì nó cũng rất là khó để làm được. Tuy nhiên thì chúng ta có một cơ chế là gọi là cơ chế đồng thuận. Thì đồng thuận thì tức là như này, có thể là chúng ta buộc những cái người gọi là ban đầu là người chủ đầu tư ban đầu thì trên sổ sách, trên giấy tờ thì vẫn đứng tên, thì chắc chắn là vẫn là những người chủ đầu tư ban đầu người ta đứng tên, bởi vì người ta chưa thể bán sổ đỏ đấy cho ai được, mặc dù người ta có thể thu tiền từ những người mua rồi. Thì buộc họ phải, thứ nhất là phải xem xét cái việc mà cải tạo lại cái chung cư đấy, và có thể là những người đang sống trong chung cư đấy có thể là bỏ được một phần tiền ra
đóng góp một phần tiền bao nhiêu ấy, tùy theo diện tích để người ta cải tạo đấy cho đạt được cái chuẩn theo quy định mới mà sắp tới có thể là Bộ Xây dựng hoặc là với lại Bộ Xây dựng người ta đưa ra các cái quy chuẩn về chung cư mini. Cái thứ hai là nếu mà ở mức độ là không thể cải tạo được thì có thể là phá dỡ để xây dựng lại, thì xây dựng lại thì nó có nhiều cơ chế, có thể là người chủ cũ người ta có thể đứng ra xây dựng lại, rồi người ta có thể xây dựng thêm tầng hoặc là thêm đấy để bù lại cái chi phí xây dựng, rồi những người chủ đang sống trong đấy người ta phải đóng góp một phần kinh phí để có một cái diện tích lớn hơn, hoặc là người ta có một cái ngôi nhà nó chất lượng nó cao hơn, thì có nghĩa là những cái chuyện mà đồng thuận xã hội để cải tạo cái đấy thì nhà nước người ta phải tính tới để người ta giúp cho người dân có một cái cơ chế đồng thuận, giống như là bây giờ chúng ta là cải tạo chung cư cũ bây giờ thì nó cũng gặp rất là nhiều vướng mắc vì chúng ta chưa có được một cái cơ chế đồng thuận, hoặc là chúng ta cho một nhà đầu tư thứ ba vào. Có thể là ban đầu thì hệ số sử dụng đất nó chỉ có 3-4 thôi, thì có thể là nâng hệ số sử dụng đất lên, tạo điều kiện thuận lợi cho một cái chủ đầu tư mới vào, người ta xây thêm các diện tích thêm để người ta bù đắp được cái chi phí xây dựng chẳng hạn. Thì đó là những cái gợi ý mới để cho chúng ta có một cái cơ chế chúng ta cải tạo, xử lý những vấn đề khó khăn giống như anh Hoàng nói. Vâng, và đó là những vướng mắc liên quan đến những chung cư mini đã hiện hữu. Vậy thì đối với những chủ đầu tư, những nhà đầu tư mà đang muốn xây dựng những chung cư mini mới để phù hợp với luật nhà ở năm 2023 thì anh đề xuất có những cái biện pháp gì để có thể tuân thủ pháp luật liên quan đến việc cấp sổ hồng cho chung cư mini ạ? Thật ra thì bây giờ trong các luật thì luật nhà ở thì chúng ta mới có quy định không thôi, chúng ta chưa có một cái hướng dẫn chi tiết nào cho một cái thủ tục pháp lý cụ thể để chúng ta một người dân nào đấy, một cá nhân nào đấy có thể xây dựng cái chung cư mini. Tuy nhiên là chúng ta có thể tham chiếu đến cái quy định về lập dự án đầu tư chung cư mini, chung cư hiện nay của dành cho doanh nghiệp, thì chúng ta có thể áp sang các quy định đấy và chúng ta cho cái việc người dân xây dựng chung cư mini. Tuy nhiên thì đối với một người dân cụ thể thì cái việc mà để có được một cái bộ máy, có một cái kiến thức am hiểu được tất cả cái điều đấy thì nó cũng rất là khó khăn. Nó đòi hỏi một cái đơn vị mà tư vấn thực hiện chuyên nghiệp, nó chỉ người dân đóng vai trò chỉ là giống như là một cái chủ đầu tư thôi. Người ta có thể, người ta có tài chính, người ta có thể là xây dựng những cái, người ta có thể mua đất và người ta có thể bỏ tiền ra người ta xây thôi. Còn cái thủ tục pháp lý thì nó phải nằm ở những cái công ty mà tư vấn, những công ty mà làm chuyên nghiệp về cái dự án đấy thì người ta mới có thể đủ điều kiện để người ta làm. Tuy nhiên thì đó cũng không phải là vấn đề khó khăn nhất. Vấn đề khó khăn nhất mà tôi đã đề cập ban đầu ấy, thì nó chính là vấn đề thực thi của vấn đề, thực thi của cái quy định này. Hiện nay ngay cả cái việc mà chúng ta thấy là lập dự án để xây dựng một cái chung cư bình thường thôi, nó có quy hoạch đất đấy là dành cho nhà cao tầng, nó có tất cả thủ tục hành chính rồi mà cái thủ tục nó kéo dài rất là nhiều năm, dẫn đến là nhiều chung cư xây ra thì nó từ thời điểm bất động sản đang tốt mà đến khi mà làm xong dự án thì bất thị trường đã đi ra một chu kỳ mới rồi, nó dẫn đến là cái việc mà nó dự án nó còn không hiệu quả. Còn đối với một cá nhân thì nếu mà chúng ta không có những cái quy định về mặt thủ tục rút gọn, không có những cái về tối giản thủ tục, không có những quy định không để cho người dân người ta nắm bắt nhiều, để cho buộc cơ quan nhà nước phải tuân thủ những cái quy định chặt chẽ trước, mà lại giống như hiện nay thì cái việc mà ra cái luật này mặc dù có như vậy rồi nhưng cái hiệu quả trên thực tế thì cũng rất là thấp, bởi vì chúng ta không giải quyết được vấn đề mà đang ngay cả những chung cư bình thường bây giờ đang gặp khó khăn. Vâng, cảm ơn anh. Vậy thì với luật sư Hoàng, anh có đề xuất gì về những cách thức quản lý và hỗ trợ để thực thi cái quy định này có hiệu quả hơn không ạ? Dạ vâng, thì đồng ý như chỗ anh Tình đã nói, thì chúng ta nhà nước đang sắp tới sẽ ban hành các cái văn bản, các nghị định, các thông tư hướng dẫn. Thì chúng ta còn xem xét được là đến đó là nhà nước sẽ hướng dẫn cụ thể thế nào. Nhưng góc độ dưới của luật sư thì tôi chia sẻ thêm. Thứ nhất là nhà nước cần ban hành các cái văn bản mà nói sức phải cụ thể và chi tiết. Ví dụ như các cái điều kiện nào để được có đủ điều kiện để thành lập chung cư mini, hết sức phải cụ thể chi tiết. Rồi cái cơ chế các văn bản phối hợp của các cơ quan để đi thanh tra, kiểm tra, giám sát như thế nào, để tránh trường hợp mà chúng ta lại vừa làm không được, quản lý không được thì chúng ta lại ngăn ngừa, làm khó cái đơn vị mà chủ tư để thực hiện. Và nó cũng có cái sự minh bạch là không phải cứ lúc bất kỳ lúc nào chúng ta cũng thanh tra kiểm tra, là như vậy vô tình thì giống như là cũng dẫn đến người chủ tư họ không thể nào kinh doanh được nữa. Do vậy hết sức phải rõ ràng và nó phải minh bạch, theo tôi là phải minh bạch cái cơ chế thanh tra kiểm tra giám sát. Rồi còn cái việc mà các cái điều kiện mà để cấp các cái chung cư mini thì cũng cần phải sức rõ ràng. Và đặc biệt tôi muốn chia sẻ thêm nữa, đó là các cái chủ đầu tư
cũng cần phải bởi vì cái này gần như không còn là cái việc chúng ta xây dựng nhà cho cá nhân chúng ta nữa, mà nó là thật gọi là dự án rồi. Cho nên nếu mà các chủ tư nên nhờ các cái đơn vị mà tư vấn và cũng như thành lập các cái hồ sơ để dự án quản lý vận hành chung cư. Đây không phải là chung cư to như hiện nay, nhưng nó là chung cư mini, nhưng cũng là nó gắn liền với pháp lý, nó rất là quan trọng. Cho nên nếu mà các chủ tư mà đơn thuần không có kiến thức về vấn đề các cái hồ sơ dự án thì nên mình phải nhờ các cái đơn vị về pháp lý chuyên môn về quản lý chung cư, để ngoài cái việc họ thực hiện hồ sơ dự án ra, họ còn giúp chúng ta về quản lý cái mô hình của chung cư này. Thì theo tôi là đó là một số cái ý kiến. Vâng, rất cảm ơn luật sư. Và sau những trao đổi của chúng ta thì trước khi kết thúc chương trình thì hai vị khách mời của chúng ta có thể có những chia sẻ và lời khuyên đến các vị khán giả, các nhà đầu tư liên quan đến việc đầu tư và xây dựng căn hộ mini cho thuê được hay không. Và đầu tiên thì em xin mời chia sẻ đến từ anh Tình ạ. Ở đây thì nếu mà lời khuyên thì chúng ta phải nói đến hai đối tượng cơ bản nhất. Đấy là đối tượng những người mà chủ đầu tư người ta muốn xây dựng chung cư mini, thì tôi cho rằng thì đây là một cơ hội rất là lớn cho những cái nhà đầu tư mà có thể là sắp tới mà có nguồn tài chính hoặc là có sẵn những cái mảnh đất rồi, thì chúng ta có thể có một cơ hội kinh doanh rất là lớn. Chẳng hạn như chúng ta có thể là có một mảnh đất vài 300 mét, ngày trước đây thì chúng ta chỉ có xây nhà trọ, chúng ta cho thuê thôi, còn xây chung cư mini thì gần như là nó cũng không được hợp pháp. Thì hiện nay với cái khung pháp lý của cái luật đất đai, với cái việc mà quy định của luật đất nhà ở 2023 thì chúng ta có thể là lập một cái dự án để xây dựng một trường chung cư mini và chúng ta có thể thu về được nhiều cái lợi nhuận hơn. Tuy nhiên thì để đảm bảo được cái tính hợp lý pháp và cái đảm bảo tính pháp lý của chung cư này thì chúng ta phải tìm hiểu kỹ về những quy định pháp luật, và tốt nhất là giống như anh Hoàng nói là chúng ta phải có một cái đơn vị tư vấn rất là chuyên nghiệp để chúng ta tư vấn cho mình có thể đảm bảo. Còn đối với lại những cái nhà đầu tư mà chúng ta mua để chúng ta ở chẳng hạn, thì tôi cho rằng thì đây cũng là một cơ hội lớn để chúng ta sở hữu một cái nhà mà có thể có mức hợp lý hơn. Trong một cái nguồn lực hữu hạn của chúng ta thì việc lựa chọn có một cái chung cư mini thì nó cũng không phải là một quyết định tồi. Tuy nhiên thì cái việc lựa chọn đấy chúng ta phải xét đến nhiều yếu tố, trong đấy có đảm bảo về thứ nhất là cái vị trí của dự án, cái thứ hai là chúng ta đã đảm bảo là chúng ta phải xem xét kỹ rằng là những cái thiết kế rồi những cái quy chuẩn của chung cư đấy có đảm bảo an toàn của chúng ta hay không. Cái thứ ba là cái mức giá phải hợp với túi tiền chúng ta hay không. Thì tôi cho rằng thì cái việc mà sở hữu chung cư mini là một cơ hội lớn cho cả phía bên nhà đầu tư xây dựng lẫn những người mua để sử dụng trong thời gian tới. Vâng, tôi cũng sẽ bổ sung thêm một số ý kiến của anh Tình. Thì tôi có một số lưu ý đối với nhà đầu tư hay nói là người mua chung cư á, thì chúng ta đầu tiên nên quan tâm về cái uy tín của chủ đầu tư. Chúng ta cần phải tìm hiểu xem chủ đầu tư này họ đã có kinh nghiệm xây dựng chưa, rồi họ có về tài chính, năng lực tài chính cũng cần phải có, bởi vì chủ tư mà không có năng lực tài chính thì sẽ khó khả năng xử lý các tình huống khi xảy ra, nếu xảy ra, và đặc biệt là họ có vướng các cái vấn đề về tranh chấp hay khiếu nại hay không. Chúng ta cần phải tìm hiểu uy tín chủ tư. Chúng ta làm việc mua căn hộ mà không quan tâm về cái uy tín, về năng lực tài chính thì cũng là không được, cần phải có kinh nghiệm. Đấy, chúng ta đầu tiên là phải quan tâm về chủ tư, rồi quan tâm về chất lượng công trình. Thực ra cái chung cư này rất quan trọng, chúng ta phải xem kết cấu cái việc xây dựng nó được thiết kế qua cơ quan nào, hệ thống phòng cháy, và quan tâm thứ ba nữa là hệ thống phòng cháy chữa cháy thoát hiểm có đạt quy chuẩn hay không, cần phải xem thực tế, tránh trường hợp chúng ta mua các căn hộ mà lại trên mạng không xuống xem thực tế, cần phải xuống xem thực tế là cái lối đi vào chung cư như vậy thoát hiểm như thế nào, có đạt quy chuẩn hay không, và đồng thời thêm xem về hồ sơ pháp lý. Cũng cần phải quan tâm xem là dự án này nó có được giấy tờ chủ quyền nhà đất hay không, có giấy phép xây dựng hay không, được cơ quan công an phòng cháy cấp phép hay không, vân vân. Chúng ta cần quan tâm về vấn đề về cái hồ sơ pháp lý của dự án. Rồi các cái tiện ích xung quanh đã có đầy đủ chưa? Mặc dù là chung cư mini nhưng nó cũng gần như là các cái tiện ích của chung cư khác cũng cần phải có các cái tiện ích, có là diện tích sử dụng chung, sử dụng riêng như thế nào. Đó. Đối với cái người mua, và đặc biệt tôi có lời khuyên tiếp theo đối với chủ đầu tư. Vâng, chủ đầu tư chúng ta cần phải quan tâm rằng hiện nay do Bộ luật Hình sự nó có quy định là nếu chúng ta vi phạm về phòng cháy chữa cháy mà gây ra cái hậu quả tính mạng con người thì chủ đầu tư có thể bị truy cứu hình sự, nặng là có thể là hình phạt từ 2, nếu xảy ra hậu quả nghiêm trọng có thể bị phạt đến 12 năm tù nếu số lượng người chết hơn 30 người. Đây là nặng nhất, nếu số lượng người chết hơn 30 người thì có thể bị phạt tối đa là 12 năm tù.
thì chúng ta hiểu rằng đối với chung cư mini, cái việc mà tiến mạng con người cực kỳ quan trọng, nó không còn là nhà riêng của chúng ta nữa rồi. Do vậy mà để bảo đảm như thế nào thì cần phải có một cái đơn vị quản lý vận hành chung cư mini. Có như vậy chúng ta mới bảo đảm được. Còn nếu đừng vì mà chạy theo cái lợi nhuận, chúng ta cắt giảm từ cái phòng cháy chữa cháy cho đến tiết kiệm chi phí đơn vị quản lý mini, rồi để cho kinh doanh bán cho cái nghề môn nó dễ hơn, cạnh tranh về giá. Nhưng chúng ta quên rằng chúng ta chỉ làm một thời gian rồi, khi mà hậu quả xảy ra thì nó nặng nề vô cùng. Và theo tôi thì nếu muốn làm ăn đầu tư lâu dài thì các chủ đầu tư mini nên chú trọng về chất lượng. Mặc dù chi phí bán căn hộ có thể rất cao, nhưng chúng ta sẽ giữ uy tín và bảo đảm tính mạng con người, thì theo tôi là đó là trên hết. Và các chủ tư muốn làm ăn lâu dài, muốn có thể được phát triển thì nên chú trọng về tính mạng con người và cũng như chất lượng công trình ở chung cư mini. Vâng, rất cảm ơn những chia sẻ quý báu của hai vị khách mời của chúng ta ngày hôm nay. Và qua buổi trò chuyện với hai vị khách mời trong chương trình Talk Show ngày hôm nay thì chắc hẳn là quý khán giả cũng đã hiểu hơn về những quy định mới trong luật nhà ở liên quan đến việc cấp sổ hồng cho nhà ở nhiều tầng và nhiều căn hộ. Ngoài ra thì chúng ta cũng đã có được những góc nhìn, những lời khuyên của mình trong việc mua hay là đầu tư những căn hộ chung cư mini. Và nếu quý khán giả có bất kỳ những thắc mắc hay là câu hỏi nào thì có thể chia sẻ bằng cách comment vào phía dưới video này. Chúng tôi sẽ cùng với những chuyên gia của mình sẽ giải đáp những câu hỏi quý vị trong các chương trình lần sau. Còn bây giờ thì thời lượng của chương trình ngày hôm nay đã hết. Rất là cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào. Xin chào.